Chào, đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này tôi đang ở trong phòng nghỉ của mình và đang có ý tưởng muốn thực hiện một câu chuyện nói về cái cuộc sống của một con người trong thời buổi coronavirus. Cái thời buổi này đâu đâu chúng ta cũng lo sợ sự có mặt của con virus corona. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống, uy hiếp đến cái sinh mạng của chúng ta. Do vậy, tôi phải tự mình củng cố cái lòng tin trong con người của mình. Tôi sẽ tự tạo ra một câu chuyện bằng những lý luận về cái trạng thái sức khỏe của một con người. Tôi sẽ trình bày vấn đề này với phần vũ thuật đệm thêm cho phần giải thích. Chào. Chúng ta ai cũng biết cuộc sống của mỗi con người phụ thuộc vào hai yếu tố. Một phần là hình hài thấy được, nó gồm có thể chất, thân thể, nó gồm có sắc màu, có trọng lượng. Và một phần thì nó vô hình. Chúng ta quen gọi nó là cái phần cái tinh thần, cái trí tuệ. Và hai phần này nó đều hiện hữu có mặt trong thực thể của từng con người. Do đó, trong triết học Đông phương chúng ta thường nghe nói là trong mỗi con người thì có ba cái thành phần. Đó là tinh, khí và thần. Thần là phần vô hình, như là thần kinh, tinh thần, trí tuệ, sự hiểu biết. Đó là một cái phạm trù không có màu sắc, không có khối lượng, không có giới hạn. Chúng ta không thể biết cái trí tuệ, cái năng lực hiểu biết của chúng ta đến đâu là có giới hạn, và chúng ta cũng không thể biết nó có nặng bao nhiêu, hình dạng là gì, mùi vị là gì. Đó là cái phần ta gọi là phần vô hình. Phần thứ hai là tinh. Tinh là một
cái chất sống nó hữu hình, nó có hình dạng, có mùi vị, có màu sắc. Trong con người chúng ta, cái tinh thể hiện ở cái lòng dục, sự ham muốn. Và cái quan trọng của nó là sự tạo ra cái phạm trù gọi là hạnh phúc, gọi là sung sướng. Và cái hệ quả của nó là tạo ra sự duy trì giống nòi. Phần thứ ba là khí. Khí là một dạng năng lượng lưu chuyển. Nó giúp cho chúng ta có được mọi hoạt động. Ba cái yếu tố này đều có trong mỗi con người. Nếu ta quy cái bộ phận liên quan đến ba cái thành phần tinh, ý, thần, thì tinh nó ở trên và nó khu trú, nó liên quan đến bộ não, bộ óc. Nó giúp cho người ta phát triển, tiến bộ, phát minh, tìm ra những cái mới, nhìn thấu được những cái vô hình. Và hỗ trợ của cái não thì chúng ta có mắt, thấy, mũi, ngửi, miệng, ăn, tai, nghe, miệng để nói. Phần đó nó liên quan đến cái tinh. Khí thì nó liên quan đến cái hệ thống tiêu hóa, bao tử nằm ở giữa tim, bơm máu, phổi, hít thở. Đó là phần vận động tạo ra năng lượng. Còn thần á thì nó mới liên quan đến cái não. Nó là phần vô hình, cõi vô hình. Nó có liên quan đến mắt, mũi, miệng, tai. Mắt thấy, mũi ngửi, miệng nói, tai nghe. Còn tinh là phần hữu hình. Nó liên quan đến lòng dục. Đó là các cơ phận sinh dục nằm ở phần dưới. Một con người muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải biết giữ sao cho ba yếu tố này luôn được mạnh khỏe. Đó là ý niệm về sức khỏe của người đồng phương. Qua phần trình bày trên, tôi đã tự xây dựng một cái triết lý sống cho bản thân của mình. Tin tưởng vào những điều mà mình đã
phát hiện, đã nhận thấy tôi tự tạo cho mình một cuộc sống với niềm tin mãnh liệt. Chào, hẹn gặp lại.